Dạ vâng, lần đầu tiên cho phép Hòa Thanh được thay mặt cơ sở mai táng Thanh Sơn cùng nhóm nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh, cùng tất cả anh ban nhạc lễ trên nơi thành kính phân ưu cùng gia đình, tan gia, quý, quyến. Dạ vâng, kính thưa gia đình, kính thưa bà con, cô bác, kính thưa chính quyền sở tại. Ngày hôm nay đây được sự đồng ý của gia đình và sự điều động của cơ sở mai táng Thanh Sơn, có điều động một nhóm anh em nghệ sĩ chúng con chúng cháu đến đây. Trước hết xin thành tâm chia buồn cùng gia quyến, và sau nữa cho phép chúng con ca lên những bài ca cúng IP phụng cúng trước vong linh người ông người cha đã ra đi không bao giờ trở lại, và tiếp sau nữa cho phép anh chị em con được lấy niềm vui xoa bớt nỗi buồn, quay về phía trước hát lên những bài tân cổ, những lớp trích đoạn để gửi tặng đến gia đình cùng bà con cô bác. Thức trắng thâu đêm nay sáng mai này đưa tiễn cha ra đi không bao giờ trở lại. Trong lúc chúng con phục vụ chương trình văn nghệ, có điều gì sai sót thì cũng kính mong ông bà cô bác cùng gia đình thương tình rộng lượng bỏ lỗi qua cho. Chúng con chúng cháu cũng xin gửi lời đến cô chú anh chị nào đi sau đến trễ, xin vào bên trong đốt lên cho lệnh cha lệnh ông những nén hương cho chúng con chúng cháu được miệng tiếng trống nhạc lệ đâu có làm gián đoạn chương trình. Dạ vâng, giờ đây chương trình phục vụ văn nghệ cơ sở mai táng Thanh Sơn sẽ được phép bắt đầu. Dạ vâng, mở đầu chương trình phụng cúng thì cũng cho phép Hoài Thanh được thay thế các anh, các chị, con cháu trong gia đình dâng lên cho cha ba nén hương qua bài ca cúng được mang tên Ba Nén Trầm Hương Đưa Tiễn Cha Lần Sau Cuối. Cha ơi, hôm nay cháu con đã trở về đầy đông đủ mặt để lần sau cùng tiễn bước cha đi, đường cha đi sâu yêu quạnh lạnh lùng, con gái càng ai dương trần vui âm cánh thôi đành ly ngàn thu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn những cành hoa thân thương của các anh chị đã gửi tặng khích lệ cho nhân nghệ sĩ chúng em rất là nhiều. Dạ là nó đi cho phép Dương Bích Tuyền xin gửi toàn thể đến là chào bà con cô bác có mặt trong đêm tang lễ hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe là chào kính trọng nhất ạ. Và để liên tục chương trình, em xin gửi đưa một bài tân cổ được mang tên Công Cha Nghĩa Mẹ. Xin mời các nhà mình cùng thưởng thức. Ta đã đổi
Và Bích Tuyền xin cảm ơn những lọc thân thương của cô chú anh chị rất nhiều ạ. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép con Hồ Minh Đương cô xin gửi là chào đến toàn thể tất cả những người bác, người cô, người chú, người anh, người chị là chào thân thương. Dạ, con hôm nay đến chia buồn cùng gia đình không biết nói gì hơn. Xin kính chúc cho cụ về cõi Phật. Bài hát đầu tiên cho phép con xin gửi một sáng tác của Phi Hùng. Ba câu giọng cổ được mang tên Đời ở trọ. Xin mời cô chị cùng lắng nghe. Đêm nay một mình tôi dưới căn phòng trọ, nghe tiếng gió sạc sầu qua mái lá lao sao. Đời phòng trọ gian khổ biết bao, mưa dầm nước ngập đêm nằm thương nhớ mẹ. Bao năm dài nơi đất khách tha phương chưa một lần về thăm quê cũ. Đời phòng trọ khổ lắm mai ơi, cơm bữa đói bữa no nhiều đêm thức trắng trằn trọc bâng khuâng mà nước mắt lưng trong. Nhớ mẹ thương em mà sẽ thắt tâm hồn, đã trải qua bao nhiêu nghề sương gió, từ ăn phù hồ qua bốc da tới lơ xe cực khổ nhiều, những nào có mấy dư, nào là tiền nước tiền cơm tiền nhà tiền điện, bữa ăn chưa no đã lo đến tháng, biết đến bao giờ vượt qua cơn nghèo khổ. Chờ những chuyến mưa qua, gió sạc sao thêm bao nỗi xót xa. Ta tha phương cầu thực chỉ mong một ngày mai tươi sáng. Giờ ngồi nơi đây nhìn mưa lại lan cài đắng phận mình, buồn lắm mưa. Còn chữ yêu mới là đạo con. Mẹ ơi, giờ này mẹ đang yên giấc ngủ sâu, chắc mẹ có mơ về đứa con xa xứ. Mẹ hãy thương con mà tha thứ, con sẽ trở về bên mẹ yêu thương. Và
gian khó nhọc nhằn đời mẹ bớt cô liêu, con sẽ thay mẹ thân yêu mà lo những đứa em thơ. Đêm nay phòng trọ một mình nhớ về quê cũ nơi có tình mẹ bao la. Mưa rơi lạnh buốt khung trời con đây. Xin lời chào tất cả quý vị ở đây. Một lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng. Vâng, để liên tục chương trình, Mai Phương Thảo còn một người anh trai, nam nghệ sĩ Cổ Tài Xuyên. Anh xin gửi đến quý vị một lớp chích đoạn cũng rất là nổi tiếng của Kha Tuấn, Hữu Lộc. Một lớp chích đoạn Ánh Sáng Phù Du. Anh xin mời vị cùng thưởng thức. Anh Xuyên ơi, Lan ơi, anh đi tìm em đây. Lan ơi, anh Hạnh ơi, anh đang ở đâu? Em đi tìm anh đây. Anh Hạnh ơi, ôi tình. Đúng rồi.
này ngày xưa. Câu hát này ngày xưa mình cùng hát chung nè Lan ơi. Anh Thịnh ơi, anh đang ở. Em ở đâu vậy? Anh Thịnh ơi, anh đi tìm em đi Lan ơi. Anh Thịnh. Lan. Anh Thịnh. Không. Lan bây giờ đã khác xưa nhiều quá. Xin chúc em có những ngày hạnh phúc tốt. Mà tự hạnh phản bội tình chung anh tôi buồn lắng lẽ chưa đổi sao mà còn quỷ hoài một chân tình. Mới hát con bài mà đòi về với em. Dạ. Con ta xin cô Mai Phương Thảo. À, dạ. Xin em gái Mai Phương Thảo cùng một người những trai tình cảm yêu thương của anh chị rất nhiều. Anh chị rất nhiều ạ. Một lát nữa chúng em sẽ quay trở lại ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. À, xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình. Dạ cũng không quên cầu mong cho hương hồn của ông sớm về miền vãng sanh cực lạc. Dạ cũng xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà cô bác có mặt trong buổi tối tang lễ đêm nay lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và để liên tục chương trình chia buồn tới hôm nay, một lần nữa Châu Cường xin gọi đến toàn thể người ba câu phụng cổ của cố soạn giả nhân dân Diễn Châu được mang tên Tâm sự mộng cầm. Xin mời vị cùng lắng nghe. Cành liều đợi chờ tôi đã ra đi về đất chúa còn đời xin già biệt nàng thơ người đêm trắng đi ban người đến bán bao nhiêu
yêu một ánh trăng nhiều và cảm ơn những tình thương của tất cả anh chị em đã dành cho Quốc Cường rất nhiều. Dạ xin cảm ơn.
tôi nhớ anh chết liền em ơi. Để buổi chia tay mình em nức nở dối bóng người đi mà lệ nhớ đôi dòng. Cảm ơn những cảnh quan thân thương của các anh chị rất là nhiều. Khổ hai tiền đến với em, bao giờ anh đau khổ hai tiền đến với em. Nhớ nghe anh lời dặn dò em đó, đừng để đời em thêm lần nữa đau sầu. Trăng dẫn em đèn sống nước dẫn lung linh, đời vẫn đẹp cho bài ca còn vâng ạ. Chân thành cảm ơn cảnh quan tươi thắm của gia đình và anh chị rất là nhiều. Một lúc trích đoạn ngắn được mang tên Tìm Em Nơi Đâu, xin mời cô chú anh chị cùng lắng nghe. Dạ. Anh Dũng kìa, Thi, tại sao em lại đến đây? Anh Dũng ơi, em đến đây gặp anh lần sau cuối, để rồi mai này, rồi mai này em sẽ theo chồng, có phải không em? Anh Dũng, em hãy về đi. Anh Dũng, thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây, còn luyến lưu làm chi, còn vẫn dương làm tiền. Vì lát nữa đây hai ta mỗi đứa một phương trời diệu diện, tìa mời lưu luyến mà chỉ yêu thương để làm gì, rồi phải chia ly. Về đi em, về đi em ơi, đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ rưng sâu. Lần này I'm
từ bấy lâu tôi cứ thầm thương trộm nhớ, ngỡ rằng ước tình này mãi mãi bên nhau. Nhưng còn ngờ đâu định số trơ trêu, phải bắt hai ta chia xa trong đau đớn ngàn đầu. Lần này nữa thôi rồi chia xa mãi mãi người yêu ơi, anh đau trong lòng. Anh Dung, anh Dung ơi, xin anh hãy yêu chưa. Một lần này nữa mai mình xa rồi, lời nào người nói đi rồi xa nhau. Mong tình hai đứa nay đành dây tay nhau, một mình bước đêm xa rồi. Tình mình đã chết thôi mong ban đầu, lời nào người nói đi rồi chia. Giận em đâu, bởi tất cả là do ba em sắp đặt. Hai ta chỉ biết cúi đầu chấp nhận, đôi gà chia ly mỗi đứa một phương trời. Thì em phải về với người tình mới đi. Anh Dũng ơi, về đi rồi để anh sẽ hiểu. Dạ, anh sẽ thương em nhiều hơn nữa. Anh Dũng, còn khóc chi em thôi, buồn chi em. Tình trải ngang nên tình nợ duyên rồi. Ngày nào hai ta chung đôi, giờ ở đây sao chia hai nơi. Vui buồn ai biết đừng trách nghe anh xin hiểu cho em. Tình trải ngang nên mình lỡ duyên rồi. Thì thôi em quên chuyện xưa, ta trao cho nhau bao kỷ niệm vui theo tháng ngày. Anh ơi, duyên nợ trái ngang phải chăng do định mệnh trớ trêu sẽ tơ hồng say môi. Mãi mãi từ đây tình ta chỉ cần thương nhớ, xin được gần nhau một giây phút thôi để lưu giữ trong tim bóng hình thương mến. Và trọn đời này em chỉ có mình anh. Nói đi anh, nói tiếng yêu em đi, rồi mai mình phải xa nhau. Em về nơi xứ lạ, nuốt lệ vào tim gian dở mối duyên đầu. Quay lại.
tin anh xin gửi lại em. Với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mai em theo chồng, trong đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên. Thôi em xin đừng khóc nữa ba chi. Biệt ly nghe ở càng thêm đau buồn. Anh ơi dù có yêu dù có thương, có nhớ có thương thì hai ta cũng sẽ đôi đời. Thì hai ta cũng sẽ lớp trước đoạn hôm đưa mà Bích Tiền xin cảm ơn những cái loa thân thương của đại gia đình rất nhiều. Dạ trời ơi cảm ơn nha, con cảm ơn con nha, dễ thương quá à. Đi nhà đông bên tiền lầu xuân mặt tia trước gấm đâu mất rồi bất nước dòng sông. Chiếc đò đưa xuôi ngược bồng bồng, có tiếng sao hiu gió xô hồi lang bạc. Em cảm ơn anh. Trần gia, Trần gia ơi, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Tôi ở đây thắp toàn vẫn còn nhớ đến tên chèo đò đốt mạc ấy à. Được, ta sẽ đưa hắn đến đây để gặp nàng. Và nàng nên nhớ rằng ta sẽ đứng sau bức rèm kia để nghe nàng nói lời tuyệt tình với hắn. Tôi phải tuyệt tình với Trần Gia? Không, không thể nào. Không thể nào à? Nếu không ta sẽ ra lệnh cho quân sĩ băm hắn ra thành trăm vạn mảnh. Quân, hãy đưa chèo đò đốn mạc ấy vào đây. Ông quan quyền, ông tàn nhẫn lắm mà. Cẩm Giang, em. Anh Trần Gia, sao, sao anh vào đây được? Người ta đưa anh đến đây đi gặp em, và người ta nói là em đã thay thuyền đổi bến. Cẩm Giang, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói rõ cho anh được biết là em có còn yêu anh nữa không? Em anh Trần Gia, anh hãy về đi. Cẩm Giang, vì sao? Vì sao? Tại vì tôi không còn yêu anh nữa. Em nói sao? Phải mà. Nơi đây trong cuộc sống giàu sang đã ru nàng ngủ say trong hạnh phúc, thì nàng đâu còn nhớ gì nơi bên nước cầm giang. Có hai kẻ đã yêu nhau và cùng thốt lên lời hẹn ước, song không xa nhau và chết cũng không rời nửa bước. Tôi không biết gì nữa hết, anh hãy về đi. Vì sao? Tại vì anh nghèo lắm, anh không có gì tất cả, anh không có gì tất cả. Phải rồi,
Vì tôi nghèo xác xơ, tâm thân tôi vốn tên lai đò, thì đâu mơ gì, đâu ham gì cao sang. Người ơi, cho nên trách cho tận phận, tôi hãy về đi anh nắng tình. Đã phải nơi đây lòng già con người thái đen đổi trắng, mặc áo lùa ngày xưa sợ phai màu sương nắng, nên người ta vội quên tình quên nghĩa quên bụi ban đầu quên mối thề xưa, rồi giờ đây khoác áo cao sang mà kêu hạnh với muôn người. Xưa không còn neo bên cô, chắc không bao giờ rước được khách sang sông. Ôi thật đáng buồn cho những kẻ phụ dung, ham danh lợi mà không màng chi điều nhân nghĩa, không sợ tiếng miệt khinh của người đời mai mỉa, không sợ kẻ bàn qua nhìn thấy sẽ chúa chê cười. Một con đường hạnh phúc giữa tôi với cô không cùng chung chí hướng, thì làm sao mình chung bước chung đường. Vậy thì ta hãy xem như mình không bận biểu với nhau, thà chia tay mỗi người đi một ngã, chắc có lẽ giờ đây tôi sẽ không về qua phương ấy nữa. Khi kỷ niệm ban đầu người ta đã cố tình thôi, bà đừng nói gì nữa hết. Xin vĩnh biệt Trần Gia. Dạ cảm ơn thầy. Sao cái miếng nó ngạt ngạt vậy ta? Dạ thôi, để liên tục chương trình, một lần nữa Mai Phương Thảo cùng một người anh trai Cổ Thạch Xuyên xin gửi đến tất cả quý vị ở đây một lớp chích đoạn rất là nổi tiếng của soạn giả Loan Thảo, Lan và Điệp. Xin mọi vị cùng thưởng thức ạ. Oh.
Lan đang khóc. Tôi nghe hết rồi. Lan khóc kệ mẹ Lan không khóc gì anh. Tôi biết hết rồi. Đừng nói gì nữa hết. Lan em khóc đi Lan. Tôi khóc đi nè. Khóc không nữa thấy đi Lan. Mà những giọt nước mắt của tôi bây giờ cần nghĩa lý gì? Quan nhầm gì thế ai nữa đâu? Nếu mỗi giọt nước mắt em rơi làm cho em vơi đi phần nào buồn tôi, nếu dòng lệ kia bôi xóa được những kỷ niệm của thời quá, nếu bảo em có quên đi thì thật là đau xót cho tôi. Còn muốn em còn nhớ là cả đời em vương khổ lụy. Nhưng thôi Lan ơi em hãy quên đi chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn vang trong gió, nghĩa nắng quằn vai mà đã trôi vong tình. Sao cho em hiểu được lòng mình, trong khi đối với Lan á, tôi là người bạc nghĩa, còn đối với bác Tú bên nhà thì tôi là một kẻ vong ân. Hạt cơm ăn cơm nghĩa còn chín ở kẻ răng, tiếng nhớ lời thương còn vương trong hơi thở. Trời ơi, tôi là một kẻ ngu si thờ dài, đã làm nát lòng tôi còn gây khổ lụy cho bao người. Tôi nè. Cảm ơn thầy. Tôi mới ngu, chứ người ta đâu có ngu coi dài. Người ta ngu, sao người ta biết kiếm giờ giàu giờ rồi, biết chọn cho mình một tương lai sáng sủa. Tôi cả ngày thui thủi chịu lo chuyện nhà sáng canh hàng ra trường, mà mắt không dám nhìn một chàng trai, tai không dám nghe một lời nói ngọt ngào. Sáng ở bên nhà luôn chu chớ tình thương, chiều qua bên đây hầu mẹ miếng ở đầu, ngày ngày bấm đúc từng giờ chờ đợi bóng buổi nắng hè sợ lúc mơ thô, nhưng từ nay thì sợ lá vàng rơi, thôi mong con nghe sầu trên cành mẹ cao dòng ăn có ai về nữa đâu mà tôi chờ tôi đợi, mà ra bên hoa mong rồi hờn giận con đồ. Cảm ơn chú Lan ạ. À, những lời em nói như kim châm mỗi sáng, em có biết là anh cũng đau khổ biết nhường nào không? Bác ở bên nhà cũng hiểu mà tha thứ cho tôi, cho nên tôi mong Lan đừng hờn đừng trách nữa nha Lan. Không, tôi đâu có dám giận, có dám hờn, có trách móc gì ai đâu. Còn không bao nhiêu ngày nữa là tôi bữa đông có vợ rồi, nên tử tế người ta, vì người con gái một lần gian dở là cả đời sầu khổ. Không biết rồi, từ bữa đó tôi cũng qua được bên này, tôi phụ giúp một tay, hay là bên nhà một mình tôi không mừng cho người ta trăm năm hạnh phúc, không cho tôi sao duyên phận bé đã thiếu dòng xa biển đông bát ngang,
lúc mình còn trôi giạt lòng đông mà đâu có ai đêm con sao sáng sông mà sao sao cũng số bay xa lặng. Tôi anh cũng không biết nói gì trong giây phút này. Chắc có lẽ số phận của chúng ta là như vậy đó. Phải rồi, cái số phận của tôi nó như vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tiễn người ta đi. Còn lần này vậy ạ. Dạ, kính chào công tử. Tiểu thư, trong tình cảnh này mà tiểu thư còn gọi tôi là công tử, sao nghe chua chát quá. Công tử còn giận? Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được. Trước tâm chân tình cao cả mà tiểu thư đã dành tặng cho kẻ đã xa cơ. Mình vẫn chẳng đôi tay
Trần Lãng ơi, còn đây là chiếc áo lụa kết bằng tơ tâm sự mà đêm đã từng đêm em vẫn có công mai vợ âm thầm đôi bóng đèn khuya mà nghe thương nhớ ngập tâm hồn đêm từng ngày tháng lụng dần trong hiu quạnh lòng cầu mong mai lập được chữ dung bóng mái chập chờn mái bếp lửa cơ ro tay gom lá thêm vào trong đủ sáng học kinh thi miệng đọc sách gian gian tay lia đập mùi em gắn vết cho rồi hầu kia buổi lai kinh Quỳnh Gia đường lái kinh xa biệt ngàn sương gió chàng hãy mặc vào cho ấm lục diêu sương lòng kỳ vọng chàng ơi xin rừng rực lửa yêu đương ta nguyện cùng ai thề vén vương chớ chung tình nắng đã rơi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình tay ướt mắt vào trong ngực mong chưa mặt mời ấm vào từng kẻ tóc chân tơ giữ mày bên mình manh áo lùa ta nhớ hoài thời lung lạc ở nơi đây bước tan trầm trời đất cùng lá lai trong nỗi đắng cay có nhiều gì khó nồng tình cảm của em thì cảo dời dời như ngọn thái sơn cay đắng ngày nào nay không còn nữa trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga chịu cơ hàng để giữ vẹn sắc son nàng nàng xứng đáng chạy danh liệt phù đời dù có cực nhưng quá nhiều hạnh phúc ta phải nói sao cho tròn vẹn chân tình buổi tiễn đưa sao quá nhiều bình rình xúc động nào làm cho lệ rưng rưng kể từ đây cho đến ngày nhắm mắt lời đã trao xin như mà chuyện dạ thì xin cảm ơn cái nhắm rất nhiều dạ cảm ơn quý vị rất nhiều sáng xuân nay tôi ra thăm Hà Nội như chiếc lá xa cánh về quê người ơi hồ gươm đây gương mặt vẫn rạng ngời nhạc cánh đào rơi
bồi hồi trong giọng nói ngọt ngào ép cánh đào tơ, tôi mơ màng vết mộng giàu thơ, kẻ bắt người nằm đâu ngờ anh ngô.
người ơi giữ trọn câu thì mùa qua đào vẫn ok giớ cú chốt được liền rồi. Anh xin cảm ơn rất nhiều nha. Rồi nói chung là anh không ngờ gặp em luôn. Cảm ơn anh. Dạ, nói chung là anh hâm mộ em. Dạ nhớ mở vô tiếng lên coi tiếp. Dạ cảm ơn. Dạ.